Nhà Paco thì gần như Zero cũng toàn lên đam thôi, không phải lên quá nhiều những cái item tank. Và bây giờ sẽ có cho mình cái lượt pick cuối của các thành viên ở phía Fly to Moon. Lượt pick cuối này sẽ là ban đi cho mình một con LC trước rồi, vẫn là những cái lượt ban khá là quen thuộc. Họ vẫn muốn ban đi cho mình con LC, trong khi đó thì Team Spirit thì sao? Chọn cuối rồi. LC để tránh bị counter vào cái lasso của Bad Rider. Bad Rider bị counter quá nhiều thì khả năng cao sẽ được đẩy xuống vị trí support số 4 dành cho con Earthshaker sẽ được cầm bởi General. Và cái lượt pick nó sẽ phụ thuộc vào cái lượt pick cuối này của các thành viên ở phía Team Spirit. Nếu như họ đẩy Void Spirit ra mid và pick thêm cho mình con Abaddon thì gần như là con Bad Rider này sẽ xuống vị trí support thôi. Chứ còn bạn phải nó tiếp tục đánh ở vị trí offlane thì sẽ là khá là khó. Phía Team Spirit thì sao? Ban đi cho mình con TA rồi. Ban đi TA thì khả năng cao là sẽ pick cho mình con Abaddon chăng? Một lối chơi khá là ổn. Nhưng mà Abaddon có thể có Aphotic Shield giải đi những cái chói của Bad Rider này, rồi là giải đi những cái chói của Oracle Ember. Có làm được không nhỉ? Bên phía Team Spirit lựa chọn cuối cùng của họ sẽ là gì đây? Đánh lại với một cái lineup của Fly to Moon, gần như họ có một cái đội hình đi gank khá là khỏe. Bad Rider này, Earthshaker này, Oracle và cả Ember nữa, những cái con hero đánh nhau tầm thời điểm mid game khá là tốt, và họ cần cho mình một con carry farm ổn và có thể gánh được về tầm late game. Mình đang nghĩ đến một con Rain King khả năng cao. Mình nghĩ đến một con Rain King. Rain King thì vừa có thêm lượng tank, vừa hero trâu bò, thực sự cái lượng khống chế của Fly to Moon là đủ rồi. Rain King trong combat thì chỉ cần đi vào và gõ thôi. Nhưng mà Rain King thì cũng sẽ là khá dễ bị cai khi mà có bên phía của Team Spirit đã có cho mình Grim Chop, Shadow Demon và Void Spirit. Lựa chọn của bên phía Team Spirit sẽ là gì đây? Đánh nốt vào vị trí mid à? Void Spirit sẽ đi đâu đây? Đây rồi. Đây rồi. Rồi anh em. Anh Hiếu đến sao rồi. Hôm nay kiểu phòng mình bị cách ly à? Không, anh nói chung là cũng gọi là che chắn mà trên anh cái hiểu, anh máy hiểu, tính anh kín hiểu. nữa. Ra nghỉ lấy hơi phát, Toby cho đi nhờ cái. Từ đây. Ôi, sao? Tranh thủ ngủ cả. Xin chào bà con. Anh ăn quả hơi sâu đấy anh Hiếu ạ. Ăn hơi lâu nhá. Hơi phê bình tí. Một game mà, gì đâu. Hello anh em, ở sao rồi nhỉ? Game 1 thì ai là người chiến thắng hả em? Em Fly một to đi Moon à? Fly Ok. Game 2 xem nào. Đến lại đoán luôn last pick luôn cho thể hiện sự bro này. Last pick sẽ là ai nhỉ? Karim. Ibert à? Không, Ibert thì nó phải là Silencer. Silencer đi mid cho nó đỉnh cao luôn anh em ạ. Mang Ồ, cái kinh. mang cái kinh à? Mang Hình cái như kinh. ở trận đấu trước thì team Spirit họ có đánh mang cái kinh, đúng không? Nhưng mà họ thất bại. Ở trận đấu này thì con mang cái kinh thuộc về bên phía của Fly to Moon rồi. Và Ibert sẽ là người đi mid với một con mang cái kinh. Đối đầu cả Void Spirit. Mà lấy thì thật anh em thì tôi ăn uống gì đâu, tôi bận tí. Vâng, bận anh em ạ. Hết mất một game của tôi. Chả không sao, đằng nào cũng vẫn là cao của tôi thôi. Xong trận này thì tôi cũng được nghỉ rồi. Khoái. Xem nào, điểm qua lap của hai team thì Fly to Moon, Viton, Ember, Spirit, Always One Love Fly, Oracle, đại tướng Bad Rider thì nó là thương Bánh hiệu tím. rồi. Alohaden, Earthshaker và Ibert sẽ làm mang cái kinh. Về phần của team Spirit, Misa, Shadow Demon, Aegon, Void Spirit, ông này tôi biết này, Aegon thì đánh được Storm, đánh được Razor, đánh khá hay, còn Void Spirit thì mình chưa chắc lắm. Immersion sẽ cầm cho mình một con Grim Chop ở vị trí support số 4. Raxio, Lai Suler cũng như là Oh Afterlife sẽ là Sarada. Trận đấu mà mình thấy cả hai team đang ban pick nó cũng có cái sự mới mẻ một chút khi mà bạn có một con Sarada. bạn cai sẵn mà hình như là để delay hơi chậm mày phải, không không để trực tiếp, đâm ra là bây giờ mới đoán Weaver. Thì Weaver ở đâu ra? Weaver thì trận sau anh em nhá. Trận này thì bán mic xong rồi, lấy đâu ra Weaver đây?
Đây rồi, chúng ta sẽ cùng xem cái trận đấu giữa Team Spirit và Team Fly to Moon. Đấu này thì không biết là anh Hiếu có đưa ra cái dự đoán cho cái lineup tới từ lineup của cả hai bên không? À, có bạn gọi là Vũ Quang có bảo là dự đoán kèo 10 kin à? Sự ra anh em, nếu mà kèo 10 kin ở trong trận đấu này thì mình đặt chọn niềm tin cho cái con Mặt Kỳ Kinh. Mặt Kỳ Kinh ở Hero 10 kin khá là uy tín anh em ạ. Mặt Kỳ Kinh, Bad Rider nữa, chưa kể là có Oracle. 10 kin thì mình dự đoán là Fly to Moon. Còn game thì mình chưa biết được. Game thì rõ ràng là Mặt Kỳ Kinh có lợi thế trước cái con những con tay ngắn, những con co tay ngắn của team Spirit như kiểu là Light Sealer, Void Spirit, cả Serada thì đều sợ cái Wukong Command của cái con Mang Kỳ Kinh. Ibert cũng là một người chơi đi mid rất là uy tín nữa. Là Viton thì mình không biết nhiều về anh chàng này. Mình chỉ nhớ anh chàng Viton này đánh Void, Faelet Void này, Weaver, Slug nữa. Baylor thì anh không biết. Bây giờ trận trước thì đánh 2, đánh 3 ganh. Mình chỉ nhớ anh chàng Viton này với 3 hero thôi. Weaver, Slug với cả một con đầu tiên mình nói đến ấy. Faelet Void. Faelet Void, đúng rồi. Thì Raxio thì chỉ cần anh ta không cầm BB thì mọi con hero đều có thể tin tưởng được. Chỉ cần cái anh chàng carry bên phía team Spirit không cầm BB là có thể tin tưởng được. Chứ BB thì là thôi bỏ. Còn hero 0% win rate chỉ sau một phiên bản. Gon Dimit thì sao? Vẫn là người luôn luôn ở cái phong độ ổn định nhất tới bên phía của Team Spirit sau bao cái giải đấu gần đây. Cùng xem cái màn gọi là solo mid giữa Iceberg như là Ergon thế nào. Mà cái King thì chắc chắn là phải có lợi thế hơn rồi. Không biết là Void Spirit anh ta đã xử lý thế nào đây. Chắc chắn là chắc liên tục phải aggro creep thôi. Liên tục là attack vào người mang cái King để kéo những con creep về càng sâu càng tốt. Và bây giờ anh ta đã dính cho mình 4 hit đến từ cái Jingu rồi. Khả năng deny cũng như là last hit sẽ lớn hơn đến từ mang cái King. Trên top này thì Viton cũng đã mất đi cho mình lửa máu khi bị harass vào đến từ Skarda và cái con Grim Chop. Đấy, kèo khá là khó đấy. Khá là khó dành cho anh chàng Ember Spirit. Ở đây thì Misa vẫn tiếp tục là harass vào người Bad Rider thôi. Hai điểm dầu, chính xác là hai điểm độc. Chưa ăn thua lắm, trong khi đó thì anh ta dính lại 4 điểm dầu rồi. Trên top này thì vẫn chỉ là trao đổi chiêu thức thôi anh em ạ, chứ chưa thể có mạng được. Ít gì anh em ơi, mấy hôm bọn mình gác toàn là kèo Boba thì full cả 3 game rồi thì cũng phải có một hôm nó phải ít một tí. Hôm nào 5 giờ sáng về thì hơi đuối anh em ạ, thật sự 5 giờ sáng mới về đến nhà cảm giác là khá mệt. Hôm nay cho kiểu 1 giờ sáng về nhà đi xem như nào. Bây giờ thì có bao đến từ Aegon. Void Spirit này có lẽ anh ta cần chỉnh lại hotkey thôi, chứ không phải là vấn đề gì đâu. LG thì họ đã thua 2 game rồi. Ở giải đấu này thì họ đánh 2 trận thua 2 rồi. Một trận họ thua team Alien và một trận họ thua team Secret. Thế nên là họ đang khá là cần điểm. Nếu mà muốn đi tiếp, mình nghĩ là trận đấu giữa Liquid và OG sẽ là một trận đấu hay đấy. OG thì cần điểm, còn Liquid thì đang phong độ rất là tốt. Quay trở lại trận đấu này thôi. Tại tướng quân General thì con Bad Rider thì không thể nào mà đi được vào Light Sealer. Kèo nó là không cân. Kèo này Bad chỉ cố gắng farm thôi, không thể đi được Light Sealer. Đã phải cắm mình máu to lên rồi, trên này thì Viton đi Slada cũng là kèo khó. Nghĩ là trận đấu tâm điểm của ngày hôm nay là trận đấu cuối thôi. Liquid và OG sẽ là một trận đấu rất hay. Kèo hai ông nội chiến CS này thì mình đánh giá là khá bình thường thôi. Fly to Moon cả team Spirit thì chắc chắn ở Việt Nam này không có quá nhiều fan. Hứa anh em luôn. Fan thì cũng chỉ là fan value thôi. Hello anh Đức nha. Lâu lắm mới anh Đức vào kênh.
nhìn qua trên top thì cảm giác như Serda cũng như là Ember đang farm khá là cân. Dưới bot này thì Barrider anh ta bắt đầu đi chặn grid rồi, tránh đối đầu trực tiếp với cái con Light Sealer. Bạn cần phải cẩn thận. Màu anh ta mất khoảng một nửa rồi, nhưng may quá SD mới chỉ có level 2 thôi. Level 2 là chưa đủ. Level 3 đi, 2 điểm độc. Ở mid này sao Ivers, anh ta vừa mới băng trụ thì phải. Mất cho mình cái lượng máu khá lớn khi bị cả những cái trụ đánh vào. Tuy nhiên thì anh ta vẫn đang là người lợi thế hơn. Cả hai mid player đều phải ăn cho mình bình máu to rồi. Barrider tương đối khổ. Một con Barrider 3 phút mới chỉ chớm lên được cho mình level 3. Và bây giờ anh ta thậm chí còn phải TP về để mà regen. Đủ tiền mua cho mình cái giày. Trên top này thì Onway on Lamp Fly ăn cho mình một lá cần, lùi về thành công rồi. Nhìn xem, ở mid Void Spirit anh ta vừa ăn bình máu to thì đã lại mất đến cho mình 2 phần 3 máu rồi. Thật sự là đi cả một con mang cái kinh không hề đơn giản nếu chúng ta là một hero tay ngắn. Hit đánh đến từ mang cái kinh rất đau. Đầu diễn ra khá là chậm là đầu game và cả hai bên họ đều cần farm. Mình thì ra hôm nay còn không biết là OG họ sẽ đánh lap như nào anh em ạ. Không biết là có ông nào đây. Có phải là mid one nữa không? Thành ra là bây giờ mà dự đoán là OG hai trắng Liquid cũng khó quá. Liquid hôm nọ vừa mới vả Secret đúng không? Vả nhẹ nhàng mấy anh Secret 2-1. Thế nên là chưa biết được. Quay grid này đang khá to. Và Bad Rider này đã bắt đầu đi ra lane để có từng level rồi. Ở đây thì Return vừa né được cái Inwell, nhưng mà đã liên tục đấm vào và có stun đến từ Serada. Chói lại và cố gắng chạy. Một tí cục bắn quả đấy đau luôn. Đau ấy nhở? Sao quả đấy đau đấy nhở? Mắc đam à? Nhìn lượng đam của cái con. Ở đây thì Onway là phần này cũng phải chết thôi. Đam nó phải là 58 đam. 58 đúng là mắc đam. 54 đến 58 thì phải đấy phải là 58 đam thì mới có thể đủ cái lượng đam lấy đi mạng của con Ember Spirit. Nhìn quả đấm hơi lừa. Nhìn quả đấy phải đam phải 70 mấy thì là con CK thì may ra thì mới được cái đấy hiểu không? Sai nhỉ? Anh cảm sai dã man. Có lẽ phải là 2 hit chứ sao lại là 1 hit chết luôn nhỉ? 2-0 dành cho team Spirit rồi. Top của họ ổn. Rất ổn luôn. Vừa có 2 mạng. Boss thì Light Sealer xanh nhưng mà mid thì là có vấn đề. Một con Void Spirit nó đang farm thua so với cả một con mang cái kinh 10 grip rồi. 10 grip tính ra là phải là 2 quay rưỡi rồi. Không hề ít đâu anh em ạ. Bad Rider dưới bot này thì liên tục là đi kéo grip thôi. Thì anh ta cũng bị làm phiền bởi cái con Shadow Demon này. Không phải là quá thoải mái. Còn lại cũng thắng 2-0, Donate xu hiếu 100. Nó lại là 2-0 luôn anh em ạ. Chuyển sang cổ vũ ngay cho Fly the Moon. Úp lại bằng kỳ kinh, kéo lại đến từ Void Spirit và có cả Dream Chop xuất hiện ở đây. Lượng đam là không được đập Crit nào. Đập Crit thì sẽ là hai hơn ai bớt ơi. Anh ta cố gắng đập vào người cái con Dream Chop thôi. Ôi hơi ít máu, may quá. Đã tiếp tục bị Harap ở đây rồi. May vẫn lùi về được. Quả đấy vẫn đập vào Crit. Có 4 con Crit với cả một cái xe thì anh ta sẽ là hồi được nhiều máu hơn khi mà chỉ đánh đúng vào cái con Dream Chop thôi. Quyết định hơi sai lầm nhưng may cái mạng của Ivers thì vẫn còn có thể lùi về được. Dưới bot này thì Earthshaker gần như là đứng gọi là thay thế Bad Rider để lấy cho mình một chút level thôi. Bây giờ Bad Rider cũng bị êm vào rồi mà Aegon anh ta đã có cho mình level 6, hai lần Astral Step, lượng đam là đủ. Trên top thì sao, mang cái kính đã di chuyển lên và Old Afterlife phải bỏ lại cái mạng này. Hợp lý đến từ mang người kinh, cần phải giảm tỏa một chút áp lực cho Ember đi. Khi mà Ember ở trên top này anh ta liên tục bị hành hạ đến từ cái con Serada. Cảm giác như là không farm được quá nhiều. Bây giờ thì sau khi cả hai mid họ đi roam gank thành công thì cũng bắt đầu quay trở lại cái lane của mình rồi. Mang người kinh thì vẫn là người cửa trên thôi. Xả tay dài liên tục đấm đá vào người của cái con Void Spirit này. Chuyện mà team này ăn 10 kill, team kia thắng game là chuyện bình thường anh em. Quan trọng là bây giờ thì dí vào người Iceberg và trông giống là Iceberg hơi khó chạy một chút. Và có vẻ như chết ở đây thôi.
Iceberg không có công cụ để bỏ trốn mà anh ta lên bảng điểm số rồi. Bây giờ dưới boss này bắt lại được, anh ta quay trở lại lane thì đúng là cũng chẳng làm gì Lysuler đúng không em? Nhìn kìa. Chẳng làm gì được cả. Không còn Lysuler nó đang farm cũng như là last hit deny. Tốt nhất bản đồ, chắc chắn với cái việc đó thì anh ta đang có cái network tốt nhất thôi. Còn Void Spirit thì đang làm khá tốt đấy, anh ta không farm được quá nhiều. Nhưng việc là anh ta đi roam rank hay, có cho mình hai mạng rồi, khá là xanh, thậm chí còn network cao hơn cả mang người kinh. Bây giờ ở trên cái lane này thì nhìn con Ember kìa, nó không thở nổi rồi. Serada đi lane cũng là vô địch anh em ạ. Đây cái combo giữa Void Spirit cũng như là con Green Shop này chắc chắn là play Freiburg anh ta, chính xác hơn là Iceberg anh ta lên bảng điểm số cực kỳ nhanh rồi. Đam nhiều Dream Shop mà sau có số 4 thì đam rất là nhiều anh em ạ. Immersion thì đúng là player anh ta chơi cực kỳ hay. Không cần bàn về phong độ player này. Dưới này thì Raxio không để cản anh ta farm đâu. Việc đó là việc không thể rồi. Không cản được con Lysuler đâu. Hero đi đen cực kỳ khỏe. Bây giờ thì ba người rồi thì mà Void Spirit cũng sẽ là dí vào đây. Chắc chắn là Oracle sẽ lên mạng số thôi. Nhường mạng lại dành cho Aegon nào. Cái hợp lý với cái skill 3 của mình. Kim Linh Spear dành cho Aegon. Cảm giác như là Aegon đi mid nó vẫn là uy tín anh em ạ. Anh chàng này tôi nhớ đến những hero như kiểu là Storm hơn. Anh ta đánh Void Spirit không kém Storm một tí nào cả. Vậy giờ thì sao? Mang đến kinh lại đi bộ dùng bot à? Con mang cái kinh đi mid. Cái giai đoạn đi lên là ổn. Sau đó anh ta bị ganh vào khá nhiều. Tiếp tục là bộ đôi support cũng như là anh chàng Aegon này bắt vào người của Bad Rider. Lại lên bảng đánh số rồi. Cảm giác hai support cũng như là mid bên phía của Spirit làm việc nó là hiệu quả luôn đấy. Cứ úp lại setup cho cái con Void Spirit nó kéo lại thế là thôi. Có ngay một mạng. Bây giờ tiếp tục kéo lại con Osector. Nhìn kìa Aegon anh ta đang đi ganh toàn bản đồ. 8-1 rồi và 3k network. Outbot thì may quá. Ở phút thứ 10 này bên phía của team Fly to Moon vẫn có cho mình XP. Thì họ vẫn bảo toàn được cái outbot ở dưới bot. Serada check đuổi theo một con Ember. Peter anh ta chỉ gọi là bắt con Serada đi chuyển ra xa thôi. Sau đó bắn bóng. Có cái bóng sẵn ở lane rồi. Quay vào lane để farm tiếp. Team Spirit họ có 4 người ở mid. Mục tiêu của họ là cái trụ rồi. Khi mà đây là phút thứ 10 thì có thể là một cái xe nữa. Nhiệm vụ nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Oracle bị kéo lại và anh ta sẽ chết rồi. Khó quá. Spirit họ đi gánh quá hay. Rất nhanh quá nhở. Kiểu mới 10 phút đã 9-1 rồi. Network thì 4k. Nhiều quá, khó đánh quá. Serada chắc là lấy ra cho mình một cái giày phây rồi. Nhìn các cái đồ này thì chắc là giày phây thôi. Một cái bao tay mua chủ yếu để anh ta đánh nhanh hơn. Và những cái tiếp tục là một mạng nữa dành cho Aegon. Một con Void Spirit 11 phút đã có thì Mega Grip rồi. Dành rất hay. Tất nhiên cũng phải kể đến các support bên phía team Spirit nữa. Void Spirit thì để mà bảo solo kill mang cái kinh thì là điều rất khó. Giờ đây đang có trao đổi chiêu thức này. Serada anh ta đang khỏe hơn. Anh ta đang cố gắng bait đấy. Nhưng mà Ember đã về rồi. Serada muốn bait và anh ta có 19 giờ tích mà. Sau kèo 10 kin rồi thì không biết là cái thế trận nó có thay đổi hay không. Mà người kinh thì bây giờ đang cố gắng hướng đến cho mình cái Eco Saber. Ừ, chứ có một đồ thì thở làm sao được. 11 luôn. Dễ là một đều rồi. Trận đấu áp đảo tới từ bên phía của team Spirit. Từ giai đoạn đầu game, từ đoạn đi lên.
đây thì sao, Misha chết thôi, nhưng mà không sao cả khi mà Ergon đã có mặt ở đây rồi. Giờ thì Diraccio cắn liên tục vào mặt của General. Và con bắt này thì từ từ đã nào. Sau 10 kill mọi chuyện đổi khác, Diraccio cố gắng hồi máu đấy. Nhưng mà bây giờ thì làm sao chạy thoát của Iceberg đây. Bên trong Ergon có thì thêm cái mạng Ocean Fly. Bây giờ anh ta cũng đang phải bỏ chạy rồi, Ember di chuyển tới. Và giờ thì Echo ra rất đau, lượng đam dồn vào là đủ. Ergon lên bảng đếm số rồi. Và cái con Lifestealer này thì sao, nó đang phải bỏ chạy khỏi cái chàng Iceberg. Iceberg thì hơi quá đà rồi, Iceberg nằm xuống. Em thấy đấy em gì? Dota gì? Lại là đi lên hai round đối phương khi không có sai thì ai vẫn phải trả giá thôi. Dota gì thì không hay anh em ạ. Ta đấy thì lấy được mạng của Void Spirit là quá thành công rồi. Để mà làm cho Void Spirit anh ta sẽ bớt hưng phấn đi. Từ nãy giờ thì Void Spirit anh ta đang đánh hay quá, có nhiều mạng. Tuy nhiên thì cái việc mà mang cái kinh di chuyển lên thì thành ra là cái pha combat vừa rồi nó chỉ là hoa thôi. 2-2. Có sờ mốc 3 người vẫn làm ít và cặp đôi support bên phía Team Spirit. Bây giờ SD úp lại ai là người đi này. Họ nhìn thấy cái con ớt Shaker rồi. Thì còn tràn lên có Inwell, chậm chạp nó lên rồi. Nó là thừa anh em ạ. Quả đấy mà ớt Spirit anh máu của anh ta chính xác là ớt Shaker máu nhiều gấp đôi thì cũng chết rồi. Lượng đam đến từ Void Spirit cũng như là cái con Grimchop là rất lớn. Bad Rider thì cũng chỉ có cho mình giày bay thôi. General trận đấu anh ta phải đi một cái lane tương đối khó, đối đầu cả con Lifestealer. Thành ra thì cũng chưa thể hiện được gì cả, vẫn đang cố gắng farm cho mình những món đồ cần thiết thôi. Lifestealer lên đồ giống như kiểu Miracle, giống như kiểu là một con Lifestealer cổ điển. Lên Amulet để xô. Tí nữa thì với Amulet để xô, cái lượng đam anh ta rất là lớn. Cảm giác như là đánh nhau với cả mang cái kinh ở trong cái vòng thì cũng được. Thì mang cái kinh bây giờ nó rất là thọt, thậm chí chưa hoàn thành được nổi cái Echo xa bờ. Vẫn còn các cái Echo khoảng là 450 nữa, 350. 350 tiền đã đủ rồi. Ember thì sao? Chết qua cái lượng đồ của cả hai team đi. Bên phía của Team Spirit có hai món đồ to rồi là Amulet và cả cái giáp phản trên người Void Spirit. Còn bên phía của Fly to Moon thì cái dây bay thôi, có lẽ cái dây bay là món đồ to nhất thuộc về Bad Rider. Bây giờ thì V-turn anh ta vẫn đang bị focus vào, nhưng có Oracle đằng sau anh ta sẽ ổn rồi, sẽ cố gắng cương đấy. Misha ở đây thì kích được, chính xác hơn là còn mang hình kinh kích được cho mình cái Zingu rồi, ngay lập tức là mất với cả cái ulti tới từ con sao Demon thôi. Thì Raptio chặt cây Hacker. Và bây giờ thì chắc chắn là mang cái kinh sẽ phải lên bảng điểm số, nhưng mà được cố gắng stun lại từ Daluaden. Rồi thì Ergon sẽ bị giữ chân lại bên ngoài, double kill V-turn kết thúc được, đó là vị trí Misha rồi. Nhưng mà Oracle thì có vẻ là không sống được vui vẻ như thế đâu. Echo ra, lượng đam là đủ, chuyển wow. Kill cho V-turn này. Và hình như Lifestealer pha đó anh ta tắt Amulet, dính thêm cái lượng đam đến từ Echo cũng như là những cái chém của Ember anh ta chết luôn. Lifestealer ơi, Amulet mà tắt bật này là không ổn anh ơi. Còn tưởng anh ta farm nhanh lắm nhưng cuối cùng thì farm vừa rồi cái việc cắt cây thì có thể cũng không phải là kinh lắm, bởi vì có một cái mắt được cắm cao ở trên đồi rồi và phát hiện ra mang cái kinh là điều dễ dàng thôi. Mà cái pha xử lý cuối cùng của Lifestealer thì là hơi chán, có dấu hiệu comeback nhẹ nhàng khi mà bây giờ thì bên phía của Team Spirit chỉ còn dẫn nó 4k thôi. Ở đây Bad Rider bị giữ chân và anh ta sẽ chết rồi, không thể chạy được. Cái ulti của SD này thì nó cực kỳ counter con mang cái kinh anh em ạ. Mang cái kinh thì không thể nào mà có cho mình cái Zingu. Cứ búp Zingu tức là đập được 4 hit, có Zingu là mất luôn nếu mà đang dính cái ulti của cái con SD. Tiếp theo lại là một con Ember bắn bóng và di chuyển về, nhưng ta sẽ bị úp lại. Có sờ tan chồng không? Chưa có sờ tan, nhưng mà Ember thì không có bóng và anh ta phải lên bảng điểm số rồi. Hồn quay của Wannafly cũng đang bị truy đuổi vào. Vâng, một con Serada anh ta khai trương cái bờ linh, làm ngay 3 mạng bên phía của Fly to Moon luôn. Không nói nhiều. Cái là bảo Oracle sống phát đấy,
Yên, à nếu Oracle chết thì Yên nó sống một máu. Chả hiểu kiểu gì. Cứ ngỡ như là bên phía của Flatomoon họ bắt đầu kéo lại rồi, thì họ vừa bị chết lẻ 3 người liền. Trong đó có tận 2 co. Serra Blink căng thẳng thật sự luôn. Iceberg thì sao, đang phải hướng tới BKB. Tất nhiên nguồn tranh lệch nó không quá nhiều đấy, nhưng mà Iraxio đã có đề solo rồi. Không quá nhiều em. 17k cũng không quá nhiều. Để nói thế. Chán không Toby. Cổ vũ em Flytomoon hay không đi. 17k nó là thua luôn. Giờ đây thì sao? Em vào vị trí của Bad Rider được giải hướng tới từ cái không Covid rồi, được kéo về được vị trí của Icon. Sau Demon này và Misha lên bảng, tiếp theo sẽ là vị trí của Immersion thôi. Immersion chắc chắn chết, không thể sống được. Trong khi đó Lifestealer cào và Overfly đã phải lên bảng điểm số rồi. Ergon thì chuyển tới một cào chết luôn con support. Bây giờ thì đến lượt cả băng kịch kinh. Cái vòng không có ý nghĩa trong tình huống này, và giờ thì Vtoon cố gắng bỏ chạy rồi. Sao đây, Ember vẫn có thể lùi về được. Nhưng mà ba thành viên bên phía Flytomoon đã phải lên bảng điểm số. Họ mới đầu mở con mắt họ làm tốt, họ ăn được hai support của đối phương. Thành ra với lượng đa từ Lifestealer, Serra thì là quá khó. Và bây giờ thì có đề xô, có trừ giáp. Chắc chắn là con Ozan này thuộc về bên phía của Team Spirit thôi. Mình anh bên bảo là họ bình luận thiên vị, thế bây giờ thì thật phải cổ vũ team thua một tí chứ. Chẳng lẽ là bây giờ tôi lại bảo là cái team thắng này họ thắng luôn rồi. Từ đấy giờ thì thật ra tôi chưa thấy họ tôi thiên vị cái gì cả. Anh em có để hơi khắc khe chăng? Khắc khe một tí chăng? Fan Rider cũng sẽ chết thôi. Thật ra hai team này thì tôi có fan ai đâu mà bình luận thiên vị. Thế trận thì nào thì bọn mình nói như vậy thôi. Ba con bắt họ hay, họ lật được một chút đấy quất thì mình cũng khen họ thôi. Chứ còn bây giờ có bắt hay mà lại bảo là họ dở thì không được rồi. Thế là dở rồi. Lẽ là chắc là tại bạn thôi, bet cho team Spirit chăng? Thành ra là có vẻ là vì Valua mà. Vì Valua mà. Khi mà bet biển thì nhạy cảm. Nhạy cảm lắm. Bet biển thì cũng nhạy cảm lắm. Chịu thôi. Chịu bận. Sao nhỉ? Phút thứ 20 này thì bên phía của team Flytomoon thì không có cho mình một cái avot nào cả. Lever thì lại không có. Network thì đang là 10k. Khó rồi. Dừng thì cũng bị đối phương gọi là sơ tách cả engine của bên mình để mà ăn luôn. Tiếp luôn thì chịu rồi. Ăn trụ thôi. Có đề xô lại dù lờ cạp rất là nhanh. Có stun vào nhưng mà thật sự thì cho vui, cho gọi là minh họa rồi, gọi là clear grip thôi chứ làm gì được cái con lại dù lờ ở đây úp lại. Uff, may nhá, may là cái animation của cái úp lại nó hơi lâu một tí để bắt được đâu mới có thể lùi về được. Nhìn kìa, nhìn cái con lại dù lờ trong nó sợ ai không? Từng một mình một len sau lưng của nó thì nên gọi là cả một bộ sậu anh em ạ. Thậm chí là nếu không có ai thì anh không nghĩ là anh ta sợ đâu. Earthshaker xem nào, 4k network may quá. Ít ra thì bên kia ở Flytomoon thì cũng họ cũng có cho mình một con Earthshaker support số 4 có Blink để mà có hy vọng mà lật kèo. Earthshaker không có Blink nữa thì làm sao mà có thể lật được combat. Thiếu đi cái yếu tố bất ngờ thì khó lắm. Giờ thì cố gắng là thay đổi cái cục diện trận đấu tới từ bên phía của team Flytomoon, nhưng mà bây giờ họ cũng không bắt gặp đối phương thì đối phương cũng smoke, nhưng mà smoke phải lên nhà mình. Bây giờ lại phải là TB về à, chạy bộ về thì đến nơi cũng là hết smoke rồi. Mà nhìn cái trụ kìa, về nhanh canh ơi, lại sử dụng thêm một cái smoke mới. Như nào đây, mục tiêu của họ sẽ là support trước SD, mà SD đang vẫn còn hiệu ứng smoke. Nhìn thấy rồi này, Earthshaker đâu? Vâng, bây giờ thì sao, chết luôn ST với khi đắt chèm Zenheimer rồi. Bây giờ mở vẽ vòng ra, Oracle anh ta không làm được cái gì cả. Anh ta cố gắng búp cho cái con Ember được một ulti trước khi phải nằm xuống. Nhưng mà liệu có là đủ đam không, còn nửa máu của Vtoon rồi. Vtoon cố kích cho mình cái bình màu to.
bây giờ thì sao? Thôi sao, lốc đây là đi rồi. Nó sẽ là cái chết rồi. Cái chết. Ngoài thì sao? Oh, Upline chén đau quá. Iceberg anh ta cố gắng đã cào vào người Sada nhưng bây giờ bị cào rồi. Kẻ cố đấm lại bị đấm bởi người khác, cầm đánh lại luôn này. Và giờ thì chắc chắn là phải sử dụng bóng để lùi về thôi. Quá. Rồi. Rõ ràng là cái con Lysuler này thì nó quá khỏe. Ok, giết được Sada nhưng mà Lysuler thì không. Người ta còn Aegis mà. Vừa rồi thì team Spirit cái đội hình của họ bị chia cắt một chút. Ba người thì cố gắng đuổi theo cái con Earthshaker. Thành ra chỉ còn hai người kẹt lại. Ở bên phía của Lysuler thì họ cố gắng lấy mạng của... Đang phân tích giờ thì mấy ông gọi là CS này chơi cục anh em ạ. GG luôn. Như nào nhỉ? Anh em chờ tí. Rồi, một chiến thắng dành cho bên phía của team Spirit rồi.